vị và các bạn, như đã hẹn trong bản tin thời sự bất động sản số 27 của Thành Công Gia Lai, hôm nay Mai sẽ đưa quý vị và các bạn đến một địa điểm rất thú vị. Cùng theo chân Mai xem địa điểm này ở đâu nhé. Và địa điểm du lịch Gia Lai cuối tuần này mà Thành Công Gia Lai muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là quán cà phê Abaca kết hợp với cơm lam gà nướng anh em làng Brand Bar, cùng nằm tại vị trí số 169 đường Nguyễn Kiệm. Vị trí này chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku 4 km và mọi người có thể di chuyển dễ dàng bằng xe máy trong vòng 15 phút. Cùng khám phá xem địa điểm này hấp dẫn như thế nào nhé. Bước vào cổng sẽ có một quầy nhỏ để khách hàng mua vé. Vé vào cổng có giá 50.000 đồng một người lớn và miễn phí đối với trẻ em có chiều cao dưới 1m. Vé này mọi người sẽ được đổi sang bất kỳ loại đồ uống nào ở quán nha. Không gian quán rất rộng rãi và không xây dựng nhiều, chỉ có một dãy chòi hình chữ L ôm vòng theo khuôn viên. Bên ngoài phủ kín cỏ và cây xanh nhìn rất bắt mắt. Mọi người có thể lựa chọn vị trí ngồi phù hợp với những bộ bàn ghế nhỏ và nhìn ngắm thiên nhiên, cánh đồng lúa ngay sát bên cạnh. Mùa này người dân đang làm đất để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Xa xa đã có những mảng xanh mướt của những đám ruộng gieo sớm. Đặc biệt, quán còn bố trí khu vui chơi nhỏ cho trẻ em ở ngay giữa sân, tiện lợi để ba mẹ có thể vừa uống nước, vừa dễ dàng vui chơi cùng các con. Bên trong khuôn viên thì có những lồng, chuồng nhỏ, nuôi một số loại động vật như thỏ, dê, heo rừng, lạc đà và cừu. Đây đều là những giống động vật rất thân thiện, khách đến quán có thể cho động vật ăn thức ăn, vui chơi và chụp hình cùng thú cưng. Đây cũng là một điểm hấp dẫn của cà phê Abaca khi các bạn nhỏ có thể chơi cả buổi cùng các loài vật đáng yêu, những chú cừu nhiều màu sắc mà không biết chán. Quán cũng có nhiều góc sống ảo lắm nha, để mọi người thỏa sức sáng tạo những bức hình đẹp lưu lại làm kỷ niệm. Vui chơi thỏa thích xong rồi, mình chỉ cần rẽ sang bên trái là có ngay một quán ẩm thực anh em làng Brand Bar với rất nhiều món ăn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên như cơm lam, gà nướng, lá mì xào, thịt nướng, đảm bảo sẽ mang đến cho thực khách một bữa ăn ngon miệng sau khi vui chơi thoải mái ở Abaca. Đặc biệt, quán có ăn còn phục vụ âm nhạc dân tộc miễn phí cho khách ghé quán. Đó là những bài hát kết hợp nhạc cụ dân tộc, điệu múa của người đồng bào bản địa. Du khách đến đây vừa được thưởng thức món ăn ngon, vừa được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người dân địa phương và tham gia múa hát cùng các nghệ nhân của nhóm nhạc Hồn Chiêng Gia Lai 81. Một ngày cuối tuần ý nghĩa chính là khoảng thời gian gia đình bạn bè sum họp và có những giây phút vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cà phê Abaca và ẩm thực anh em làng Brand Bar chắc chắn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, mang lại những cảm xúc thú vị cho du khách. Hãy thử đến và trải nghiệm nhé!